Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế tối ngày hôm nay. Và sau đây là bản tin chi tiết. Nóng, trước tình cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực, Ukraine yêu cầu Mỹ chuyển hệ thống phòng không tên lửa tối tân. Cụ thể ra sao? Cùng lúc, Nga cáo buộc phương Tây cử khoảng 10.000 huấn luyện viên quân sự đến Ukraine để hỗ trợ cuộc chiến của nước này tại khu vực ly khai Donbass. 4.000 người trong số đó là quân nhân Mỹ. Trong khi đó, hàng loạt xe quân sự Ukraine bị đốt cháy từ một nhóm người không rõ danh tính, tự xưng, giữa bối cảnh nhạy cảm hiện nay. Thực hư ra sao? Và cuối cùng, lực lượng vũ trang Nga tiếp nhận 2.000 đơn vị vũ khí hiện đại. Như vậy, tỷ lệ vũ khí hiện đại trong quân đội lên tới 71,3%, còn trong lực lượng hạt nhân chiến lược là 89,1%, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhận định. Tất cả tin nóng quốc tế tối ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. Ukraine yêu cầu Mỹ chuyển hệ thống phòng không tên lửa tối tân. Trước tình hình căng thẳng leo thang trong khu vực, Ukraine đã yêu cầu Mỹ cung cấp các hệ thống phòng không tên lửa Patriot tối tân của mình. Được biết trước đó, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc là ông John Kirby đã lưu ý rằng Mỹ sẽ chuyển giao cho quân đội Ukraine một lô hàng vũ khí nhỏ và đạn dược đầy đủ theo khoản viện trợ đã được phê duyệt. Lô hàng quân sự này cũng chính là phần cuối cùng trong khuôn khổ khoản viện trợ của Mỹ cho Ukraine với tổng giá trị là 60 triệu USD. Được phê duyệt bởi Tổng thống Mỹ Joe Biden trong năm nay. Tổng quan, Mỹ đã cung cấp cho quân đội Ukraine nhiều loại vũ khí khác nhau và các thiết bị quân sự tân tiến, trong đó bao gồm cả các tàu tuần tra hay cả hệ thống tên lửa chống tăng vác vai Javelin. Tuy nhiên, riêng với loại tên lửa chống tăng Javelin kể trên, các tên lửa này đã nhận một thất bại ê chề khi được sử dụng tại Ukraine và đem lại kết quả không mấy khả thi. Cụ thể, cả hai lần thử lửa của loại tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin hiện đại của Mỹ thậm chí còn không trúng được mục tiêu chỉ định, chứ chưa bàn đến vấn đề hỏa lực có tốt hay không. Còn ở lần này, các quan chức Ukraine hiện đang yêu cầu Mỹ gửi cho mình các hệ thống phòng không tối tân, ví dụ như tổ hợp SAM Patriot. Nếu Mỹ đồng ý chuyển các hệ thống phòng không tên lửa Patriot này cho Ukraine, các hệ thống phòng không tối tân này sẽ phục vụ cho chiến dịch Donbass tại đây cùng các vũ khí đã chuyển trước đây từ Mỹ và các nước phương Tây NATO. Còn về chi tiết, hệ thống phòng không tên lửa MIM-104 Patriot là một hệ thống tên lửa đất đối không của Mỹ. Hệ thống phòng không này đã được đưa vào biên chế quân đội Mỹ từ năm 1981. Hệ thống Patriot đã được công ty Raytheon của Mỹ phát triển một cách đầy tinh vi trên nền tảng khung gầm bánh lốp. Chúng mang trọng tải tương đối vừa phải, tạo điều kiện cho chúng có thể di chuyển một cách đơn giản khắp thế giới chỉ với chiếc vận tải cơ C-5B CM Galaxy. Các hệ thống phòng không Patriot này được phát triển với 4 tổ hợp chính, bao gồm 4 hệ thống thông tin liên lạc tân tiến, có thể truyền tin một cách nhanh chóng, hệ thống chỉ huy điều khiển với trang thiết bị điện tử tối tân, hệ thống radar cảnh giới hiện đại và hệ thống dẫn đường thông minh. 4 hệ thống tách biệt này đã được nhà phát triển tích hợp để tạo nên một tổ hợp phòng không tên lửa Patriot có tính cơ động cực kỳ cao, thậm chí tại thời điểm hiện tại, tổ hợp phòng không tên lửa Patriot đã được mô đun hóa giúp việc triển khai cả một khẩu đội chỉ vẻn vẹn 1 tiếng đồng hồ. Hiện nay với phiên bản mới nhất, hệ thống Patriot đã phát triển đến thế hệ Park 3. Đây là một thế hệ được giới chuyên gia đánh giá rằng tuy là em út nhưng chất nhất với khả năng mang theo 16 tên lửa vượt trội hơn cả các đàn anh. Các tên lửa được phóng từ thế hệ em út Patriot Park 3 được trang bị đầu đạn nổ mảnh với lượng nổ đạt tới 73 kg với ngòi nổ cận đích cực kỳ mạnh mẽ, sẵn sàng xé toạc mục tiêu chúng hướng tới. Độ cao tối đa loại tên lửa này được phóng đạt tới 15.000 m, kèm theo đó là tốc độ cao, độ chuẩn xác sai số thấp và uy lực có thể nói không thể đùa. Hệ thống radar tối tân trên các Patriot cũng góp phần tạo nên uy lực của hệ thống phòng không tên lửa này ngoài hỏa lực. Hệ thống này còn đem lại tầm bao quát cho Patriot lên tới 170 km. Chúng có thể theo dõi 100 mục tiêu một lúc và kiểm soát tới 9 tên lửa đồng thời. Các hệ thống phòng không Patriot này được phát triển với 4 tổ hợp chính, bao gồm hệ thống thông tin liên lạc tân tiến, có thể truyền tin một cách nhanh chóng, hệ thống chỉ huy điều khiển với trang thiết bị điện tử tối tân, hệ thống radar cảnh giới hiện đại và hệ thống dẫn đường thông minh. Với thông số như thế và tính cơ động được tối ưu hóa, quả thực không có gì cần thắc mắc khi Ukraine quyết định yêu cầu Mỹ cung cấp các hệ thống phòng không tên lửa Patriot này cho họ. Thậm chí tính đến nay, độ phủ sóng của hệ thống Patriot chỉ xếp sau đúng hệ thống phòng không S-300 của quân đội Nga trên cùng phân khúc với tới 16 quốc gia đang khai thác và sử dụng. Có thể nói, nếu quân đội Ukraine được trang bị các hệ thống phòng không Patriot này trong biên chế, đây sẽ là tấm lá chắn cực kỳ chắc chắn của họ khi chống lại các cuộc không kích của đối thủ, ví dụ như có thể là Nga, và cục diện chiến dịch Donbass sẽ đạt được chuyển biến đáng kể. Nga cáo buộc Mỹ đưa hàng nghìn huấn luyện viên quân sự đến Ukraine.
Nga cáo buộc phương Tây cử khoảng 10.000 huấn luyện viên quân sự đến Ukraine để hỗ trợ cuộc chiến của nước này tại khu vực ly khai Donbass. 4.000 người trong số đó là quân nhân Mỹ. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 24 tháng 12, phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi sự hiện diện của lực lượng nước ngoài ở Ukraine là dấu hiệu cho thấy Kyiv đang xây dựng kịch bản đối đầu quân sự với hai nước Cộng hòa ly khai tự xưng ở vùng Donbass. Họ mang càng nhiều vũ khí đến đó thì chúng tôi càng nghe thấy nhiều tiếng nổ, không chỉ ở khu vực đường dây liên lạc, mà còn ở ngay trong khu vực gần cơ sở hạ tầng dân sự. Theo nữ phát ngôn viên, việc phương Tây tuyên bố điều huấn luyện viên đến Ukraine để giúp ngăn chặn kế hoạch xâm lược của Nga là hoàn toàn dối trá, vì Moskva không có kế hoạch tấn công Ukraine. Lực lượng nước ngoài phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho các vụ việc xảy ra ở Donbass, bà Zakharova nhấn mạnh. Thay vì chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 8 năm, có vẻ như Kyiv đang chuẩn bị cho một giải pháp mạnh tay ở Donbass, nữ phát ngôn viên nói. Bà cáo buộc các quan chức Ukraine nói dối khi tuyên bố đang cố gắng giảm leo thang tình hình. Hàng loạt xe quân sự Ukraine bị đốt cháy. Một nhóm người không rõ danh tính tự xưng là quân kháng chiến đã phá hủy các thiết bị quân sự của Ukraine bằng cách ném bom xăng vào đó. Một xe chỉ huy và xe hậu cần đã bị phá hủy, trong khi nhiều xe tải quân sự và các tài sản khác bị hư hại, gây ra thiệt hại đáng kể cho lực lượng vũ trang Ukraine. Đang nói, số phương tiện bị phá hủy này được cho là đang trên đường tới Donbass. Mặc dù chưa có xác nhận từ chính quyền Kyiv, nhưng người dân địa phương cho biết họ đã thấy ngọn lửa lớn bùng lên tại khu vực có đơn vị quân đội của Ukraine. Theo thông tin ban đầu, nhóm Free City of Odessa là phía đứng sau cuộc tấn công này. Các thành viên của nhóm tuyên bố mục đích tấn công là nhằm vô hiệu hóa thiết bị quân sự của Ukraine, không có ý định gây hại cho quân nhân Ukraine hoặc các công dân bình thường. Lực lượng vũ trang Nga tiếp nhận 2.000 đơn vị vũ khí hiện đại. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, trong năm 2021, lực lượng vũ trang Nga đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn vị vũ khí hiện đại. Theo nguồn tin, tại cuộc họp toàn thể của Hội đồng Xã hội trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Shoigu nêu rõ, kể từ đầu năm nay, hơn 2.400 đơn vị vũ khí mới và hiện đại đã được chuyển giao cho lục quân, 3 tàu ngầm hiện đại, 4 tàu nổi, 10 cano chiến đấu, 17 tàu chiến và xuồng hỗ trợ đã được chuyển giao cho Hải quân. Ngoài ra, còn thêm 4 máy bay trang bị tên lửa chiến lược nâng cấp Tu-95MS và hơn 200 đơn vị kỹ thuật hàng không khác. Như vậy, tỷ lệ vũ khí hiện đại trong quân đội lên tới 71,3%, còn trong lực lượng hạt nhân chiến lược là 89,1%, ông Shoigu khái quát. Cũng theo lời Bộ trưởng Shoigu, trong năm qua, lực lượng quân đội và Hải quân Nga đã tiến hành hơn 18.500 sự kiện huấn luyện chiến đấu ở nhiều cấp độ khác nhau. Trong đó, quy mô lớn nhất là cuộc tập trận chiến lược chung Nga-Belarus-Japan 2021 với sự tham gia của các quân nhân đến từ 13 quốc gia.